tình khúc huyền thoại Đêm nhá. huyền thoại. À, ok rồi, cho rồi đấy, thì anh chị em thấy là đây là gì ạ, là cái cuốn sách này là của anh Nguyễn Hữu Tiệp đấy. À, vẽ tranh thì sử dụng Midjourney cộng với cả một số AI khác, cộng thêm cái phần mềm Clip Studio Paint để mà ghép tranh đó. Dàn trang thì anh Nguyễn Hữu Tiệp, hướng dẫn là Nguyễn Quang Huy, giảng viên Học viện AI đó, và sắp tới là có thể là anh sẽ xuất bản ở trên nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Anh này thì anh ấy có phải có 100 cuốn truyện tranh xuất bản rồi, cho nên anh ấy làm rất là nhanh rồi. Đầu truyện thì có hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, thì cô con gái hỏi mẹ đó là: mẹ ơi, tại sao con lại tên là Tâm Mai? À, vì con liên quan tới một kỷ niệm thiêng liêng con ạ. Mẹ nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn xa xăm và nói với bé Mai trong ánh nắng chiều đầy hoài niệm. Kỷ niệm như thế nào hả mẹ? Mẹ kể cho con nghe đi. Để mẹ kể cho con nghe câu chuyện đầy thiêng liêng và hào hùng của bố mẹ nhé. Mẹ hồi tưởng cảnh khu rừng nơi Tây Nguyên đại ngàn và đoàn quân giải phóng miền Nam đang hành quân. Đó là những ngày tháng 3 năm 1975, lúc mẹ trong đội tiếp tế và vận chuyển hàng hóa, là giao liên của binh trạm có nhiệm vụ đón và chỉ đường cho bộ đội giải phóng miền Nam về giải phóng Buôn Mê Thuột trong chiến dịch Tây Nguyên. Lúc đó, bố là bộ đội giải phóng quân miền Bắc, bố và mẹ gặp nhau tại binh trạm. Mẹ có cảm tình với bố từ cái nhìn đầu tiên. Hôm đó mẹ được chỉ huy giao nhiệm vụ quan trọng là dẫn bố con đến kho lấy hàng, cất giấu tại nơi bí mật trong rừng sâu. Nơi đây cảnh đẹp quá anh Tâm nhỉ. Đó. Đó. Khi nào kết thúc chiến tranh, em sẽ trở lại đây tìm lại cảm giác những giây phút bình yên này. Anh cũng mong như vậy. Qua chiến dịch này, ngày giải phóng hoàn toàn đất nước sẽ không còn xa đâu em ạ. À, em cũng có một niềm tin mãnh liệt là ngày chiến thắng của đất nước đang rất gần rồi anh ạ. À, chúng ta đứng trước thời khắc của lịch sử, chiến dịch này, chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa giải phóng Sài Gòn, và anh mong mình sẽ gặp nhau tại Sài Gòn. Vâng. Hai người tiếp tục cho đến chiều, chợt mẹ kéo bố ngồi thụp xuống thì thầm, xụt im lặng. Em rất thuộc địa hình nơi này, có mùi thuốc lá thơm của bọn thám báo. Phía bên suối thấp thoáng một toán thám báo đang lò dò tiến lên. Tao thấy có hai tên Việt Cộng, chúng mày tỏa ra bao vây, cố gắng bắt sống cả hai đứa cho tao. Em biết gần kho có một bãi mìn do quân ta cài sẵn, chúng ta vừa bắn trả vừa lôi kéo chúng đuổi theo đến vị trí bãi mìn đã định anh ạ. Bọn này nhìn quân phục hình như là biệt kích Lôi Hổ chiến đoàn 3 tại Đà Nẵng đóng quân ở Buôn Mê Thuột. À, tính phương án làm sao bây giờ? À, tiến lên bắt sống hai tên kia bằng bằng chứ, cẩn thận mình quẹo trái vào đường mòn. Hai người vừa bắn trả vừa lui về phía đường mòn. Sắp tới khu bãi mìn rồi, anh tập trung bám sát em nhé. Đấy. Bao vây bám sát chúng nó ở đoạn cuối đường mòn kìa. Đường mòn kia là bắt được chúng nó rồi, ha ha ha. Cứ bình tĩnh anh nhé, chúng sắp chạy vào bãi mìn rồi. Chúng sắp vào bẫy của ta rồi. Cả hai di chuyển và núp sau một lùm cây rậm rạp. Bỗng nhiên một việc bất ngờ xảy đến. Ôi, à, làm sao bây giờ? À, anh đừng bắn vội, lộ vị trí chúng ta mất. Một con rắn độc bất ngờ xuất hiện, trườn đến chỗ của mẹ. Con rắn nhanh như chớp lao tới và cắn vào bắp chân của mẹ, khiến mẹ nghiến răng kêu khè 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 phập. Bỗng bỗng bất ngờ bùm huỳnh, bọn thám báo đã dính mùi nổ tung tóe. Bố liền nổ súng bắn chết con rắn độc, pằng pằng. Bọn chúng đã bị tiêu diệt, để anh xem vết thương của em xem nào. Bố lo lắng khi nhìn vết thương của mẹ. Ôi nguy hiểm quá, không ổn rồi, vết thương của em không xử lý nhanh thì chất độc sẽ ngấm vào mất. Bây giờ anh phải hút chất độc trong vết thương ra, lấy vài lá thuốc quanh đây nhai nát đắp vết thương rồi garo bó thật chặt lại em nhé. Em chịu khó một chút để anh garo rồi băng bó chặt là ổn thôi. Ôi có anh xử lý nhanh chứ không có thì chắc là em nguy hiểm đến tính mạng mất. Cũng may trước đây anh ở làng Lệ Mật, nhà anh có truyền thống bắt và chữa rắn cắn gia truyền đấy.
Sau khi vết thương lành, hai bố mẹ đến kho bí mật gặp người quản kho lấy hàng. Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau khi đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Một chuyến đi đầy vất vả và nguy hiểm, nhưng em rất vui vì chúng ta đã vượt qua tất cả trên đường về trở về binh trạng. Đó là chúng ta cùng chung một ý chí, cùng nhìn về một hướng và có một niềm tin quyết thắng. Bố và mẹ bắt đầu tình yêu như thế đó, con yêu. Bố và mẹ chia tay nhau, ôi, anh lại phải lên đường rồi, không biết bao giờ gặp lại. Chiến tranh đâu phải trò đùa em, giải phóng rồi, liệu chúng ta có tìm được nhau nữa không? Nếu giải phóng Sài Gòn, chúng ta có thể tìm thấy nhau. Thì lúc đó, cho dù anh không còn lành lặn, em cũng sẽ vẫn chờ anh. Đây là chiếc khăn tay em tự thêu lúc rảnh rỗi tại binh trại, thêu hình trái tim, bên trong là đôi chim đậu cành hoa mai. Nếu mình gặp lại, coi như đây là vật làm tin hẹn ước. Đây là chiếc lược sắt tạo từ mảnh bom mìn hình chim hòa bình do chính tay anh làm. Khi nào gặp lại thì nó chính là kỷ vật thiêng liêng nhất của anh em nhé. Hẹn gặp lại Sài Gòn. Tiếp theo mẹ và bố mỗi người một nhiệm vụ. Thế sau đó bố mẹ gặp nhau như thế nào hả mẹ? Sau đó mẹ về Sài Gòn làm nhiệm vụ trong thành chỉ hơn một tháng sau, ngày 30 tháng 4 năm 1945, quân đội giải phóng đã tiến công theo thế như vũ bão, khiến chính quyền Sài Gòn cũ phải đầu hàng vô điều kiện để đoàn giải phóng quân tiến vào Dinh Độc Lập tiếp quản chính quyền đất nước ta hoàn toàn thống nhất. À đúng rồi, con thấy năm nào 30 tháng 4 đều có hình ảnh trên TV và tranh cổ động to đùng trên đường phố, cảnh xe tăng hũ đổ cổng sát Dinh Độc Lập, có đúng là sự kiện này không mẹ? Đúng rồi con yêu, một sự kiện lịch sử thật vĩ đại, nhất là có công lao của bố mẹ trong đó. Đúng là khát vọng giải phóng đất nước của toàn dân tộc, chứ đâu phải riêng chỉ có bố mẹ, con yêu nhé. À mẹ vẫn chưa kể cho con nốt tại sao tên của con lại là Tâm Mai. Ừ để mẹ kể tiếp. Vào ngày 30 tháng 4, mẹ nhận nhiệm vụ là mặc áo tím, quàng khăn rằn, đứng ở cầu Sài Gòn đón các chiến sĩ giải phóng quân về các ngã của thành phố lớn. Mẹ chỉ đường cho mọi người vào thành phố, đường nào ngắn nhất để tiến vào Dinh Độc Lập con ạ. Ừ, mẹ có gặp bố không? Mẹ làm nhiệm vụ nhưng cứ mỏi mắt tìm dõi bố con, gặp ai mẹ cũng hỏi có biết tin tức bố con không, nào là thuộc đơn vị này cấp bậc kia, nhưng họ đều không biết. Mẹ lo lắng vô cùng vì không biết bố con còn hay mất, nước mắt tự dưng chảy ra. Sau đó thế nào hả mẹ? Mẹ đợi mãi đến lúc chiều như hôm nay mới thấy bố con trên đoàn xe tăng hùng dũng tiến vào thành phố. Bố con nhận ra mẹ trước, gọi to một tiếng, lao từ xe tăng xuống, chạy đến chỗ mẹ đứng ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nghẹn ngào không nói được lời nào, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc cứ trào ra. Bố con từ từ rút chiếc khăn thêu hạnh phúc có hình trái tim, bên trong có đôi chim cành cành mai vàng cho mẹ xem. Em ơi, anh vẫn luôn giữ nó bên mình trên đường chiến đấu, kể cả trong giấc ngủ. Mẹ đưa chiếc lược sắt của bố được làm từ mảnh bom hình chim hòa bình. Em cũng vậy, đây là những kỷ vật thiêng liêng nhất của chúng ta. Chính kỷ vật trái tim cành mai vàng của em như đã thêu lên một điểm báo. Khát vọng hòa bình chiến thắng sẽ đi vào sử sách chứng minh cho huyền thoại của tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Vâng anh, đó chính là đường thêu của niềm tin chiến thắng. Sau đó bố và mẹ lấy nhau và bố ở lại thành phố Hồ Chí Minh để tên mới đặt lại sau khi giải phóng con ạ. À. Và sau đó bố mẹ có con đúng không? Ừ, và ngày con cất tiếng khóc chào đời, bố mẹ đặt tên con là Tâm Mai để lưu giữ kỷ niệm thiêng liêng, đó là chiếc khăn thêu của mẹ. À, bây giờ con đã biết tên của con gắn với kỷ niệm thiêng liêng của bố mẹ như vậy. Đã biết như vậy rồi thì con phải chăm ngoan học giỏi để luôn xứng đáng với kỷ niệm đó nhé. Vâng, dạ vâng ạ. Thôi bây giờ đi đi tắm đi, ăn cơm rồi con học bài cho ngày mai, bố con sắp về rồi đó. Sau này các bạn có hỏi con về tên của con tự hào mà nói câu chuyện này cho các bạn nghe chứ. Dạ vâng ạ. Bé Mai ăn cơm xong rồi ngồi học bài chăm chú. Nhìn qua cửa sổ, thành phố đã lên đèn, xa xa vang vẳng tiếng radio, nhà ai vọng lại những câu hát. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh muôn năm, ôi đẹp xiết bao biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi, cả nước vẫy chào, cờ sao đang tung bay cao, qua hết rồi những năm thương đau. Bé Mai ngẩng cao đầu nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ, mình phải thật ngoan học giỏi để xứng đáng với ký ức hào hùng của bố mẹ.
Đấy, câu chuyện đến đây là kết thúc. Đó. Ok không ạ? Rồi, anh chị em thấy sao ạ? Anh chị em thấy một cái câu chuyện về đề tài 30 tháng 4 nhưng mà lại lồng ghép vào đó một cái câu chuyện tình yêu đúng không ạ? Của một anh bộ đội miền Bắc và một cô gái miền Nam, đấy, gọi là Bắc Nam kết hợp đấy, đúng không ạ? Và rất là có những cái tình tiết rất là căng thẳng, bị quân địch truy đuổi này, đấy, sau đó là với vị trí thông minh, hiểu biết địa hình này, là đã chiến thắng này, nhưng mà trong cái nút thắt lại có thêm cái nút thắt khác đấy, đấy là gì ạ? Đang bị đuổi mà lại có bị rắn cắn nữa đấy, nhưng mà cũng là nhờ cái sự thông minh dũng cảm và cái niềm tin quyết thắng mà họ đã gì ạ? Họ đã vượt qua đấy, sau đó là cái hành trình họ đi tìm kiếm nhau cũng rất là khó khăn, rất là vất vả, và cuối cùng thì họ đã tìm thấy nhau, rất là ý nghĩa đúng không ạ? Và cũng rất là xúc động. Ok không ạ? Đó. Thì đấy là cái câu chuyện mà Huy nghĩ rằng là nó cũng rất là xứng đáng để chúng ta có thể là truyền thông và là truyền tay nhau để đọc. Vừa là một cái câu chuyện nó mang tính chất là lịch sử nhưng vừa một câu chuyện mang tính chất giáo dục rất là cao, đúng không ạ? Giáo dục giới trẻ biết giữ gìn và trân trọng những cái gì đó gọi là huyền thoại, là lịch sử trong chiến tranh, đúng không ạ? Những cái tình cảm tốt đẹp ở trong chiến tranh. Rồi, ok không ạ? Thì đấy là một cái cuốn truyện đầu tiên mà đã gọi là hoàn thành của cái team của chúng ta. Anh Tiệp thì gọi là cố vấn của Huy trong cái việc mà viết truyện. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc viết truyện tranh. Thì vừa là cố vấn vừa là học trò của Huy, vì với trong cái phần AI ấy, thì anh ấy là học trò của Huy đấy, nhưng mà trong cái việc mà sản xuất truyện ấy, thì là anh ấy là cố vấn của Huy đúng không ạ? Và anh ấy cũng theo cái hưởng ứng, theo cái lời kêu gọi của Huy thì cũng 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 ra một cuốn truyện tranh rất là nhanh, mặc dù thì anh ấy không có ở trong nhóm mà Huy mới mới add anh ấy vào sáng nay đấy. Tuy nhiên thì anh Tiệp là anh ấy sẽ hỗ trợ chúng ta cái phần gọi là vừa là truyền thông và vừa là kiểm soát cái nội dung của chúng ta sao cho chuẩn nhất. Ok không ạ? Thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta đã hoàn thành. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta ít nhất nhá, ít nhất là chúng ta sẽ có ít nhất là bốn cái câu chuyện. Đúng không ạ? Anh chị em tưởng tượng này, ít nhất là chúng ta sẽ có bốn câu chuyện chuẩn bị ra mắt, chuẩn bị hoàn thành nhá. Bốn câu chuyện chuẩn bị ra mắt, chuẩn bị hoàn thành. Đó, thì anh chị em hoàn toàn có thể yên tâm rằng là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện rất là hay. Đấy. Chị có thể đọc lại cái bài mà chỉnh sửa để cho thầy và mọi người nghe góp ý một chút Được ạ, chị đọc đi ạ. không ạ? Chiều Sài Gòn cuối tháng 4, tôi thả mình xuống một gốc cây sát rìa đường, nắng gay gắt chọc thủng mấy tán lá rọi xuống giáp mặt, với tay mở bình nước nhấp một ngụm. Một cảm giác thật khoan khoái. Này các cậu, 2 ngày nay không ăn gì nên uống nước lã cũng thấy ngọt như nước dừa ấy. Tôi nói bâng quơ với mấy chiến sĩ trẻ cũng vừa ngồi xuống ngay cạnh. Không, tớ thấy giống chè sen long nhãn của nội. Chúng tôi cùng cười như chưa hề có trận pháo kích điên cuồng trước đó. Vài phút sau lại có tiếng ầm ĩ của những cỗ xe tăng đồ sộ. Mấy người lính tay ôm súng lon khom vội vã chạy ngang qua đường. Tôi chuẩn bị đứng lên thì bất chợt nhìn thấy một vóc dáng nhỏ như trong làn khói bụi cách mình khoảng 3 4 mét. Má, má có xuống hầm hay không? Tại sao má lại ra đường vào giờ này? Tôi hét lên la cả giọng. Má mang cho mấy chú mấy củ khoai vừa luộc xong còn nóng hổi đây này. Tôi nhận ra má Bảy. Má sống một mình ở khu chợ cách dinh độc lập khoảng 2 con phố. Sống mũi tôi tự nhiên cay xè, mắt nhòa đi như chưa như vừa chui vào một đám khói bếp. Chưa kịp trả lời, tôi choáng váng vì tiếng kêu thất thanh của má. Trên cánh tay, một vệt máu từ từ lan dần xuống. Bàn tay má đang nắm chặt củ khoai giơ lên. Tôi lao đến đỡ lấy tấm thân gầy guộc đang run rẩy. Trời ơi, má làm sao thế này? Con sẽ đưa má xuống hầm băng vết thương ngay đây.
Má chỉ bị sước nhẹ thôi mà. Trong giỏ còn nhiều khoai lắm. Các con tranh thủ ăn mà lấy sức chiến đấu. Được rồi, má lo cho tụi con làm gì. Chúng con còn trẻ khỏe thế này. Người mẹ chạc ngoài 70, chiếc áo bà ba bà cổ cũ kỹ nhem nhuốc bụi khói, không che hết thân mình ốm nhách. Vài tiếng thở gấp lẫn tiếng rên rên khe khẽ, má đã trúng viên đạn lạc rồi. Má cố gắng nào, hít thở sâu nhé, má sẽ không sao đâu. Cái thằng này đã nói là má chỉ bị qua loa thôi. Quân địch tạm ngưng bắn rồi, tranh thủ gọi anh em nghỉ ngơi rồi ăn đi cho má yên tâm. Tôi vội vã dìu má ngồi tựa vào ụ đất cạnh cái bao thông hào, nhìn khuôn mặt co rúm lại. Tôi biết má đau lắm. Tôi ra hiệu cho cô y tá đang chạy ra chạy vào, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Cô ơi, có người bị thương, cô băng ngay lại dùm vì máu ra nhiều quá. Dạ, anh làm ơn đưa bà vào trong nhé, em lấy thêm thuốc giảm đau rồi trở lại ngay đây. Con ơi, má có việc này gấp. Má run rẩy thò tay vào túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận làm bốn. Tiếng nói yếu ớt khiến tôi phải ghé tai lại gần mới nghe rõ. Con à, đây là tên tuổi của con trai má. Nó tập kết ra Bắc đã 2 năm, nó không nhận được tin tức gì. Chắc thư từ qua lại đi đâu thôi. Dạ, má yên tâm băng bó vết thương, con hứa sẽ tìm cậu ấy về cho má. Thân già này cũng thấm vào đâu so với sự gian khổ của các con. Đừng có khóc như trẻ con thế kia. Má mừng vì đã đóng góp được một phần nhỏ bé của mình. Má mong dân tộc ta sớm được thống nhất quá con ơi. Má, má. Má nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên một niềm vui. Rồi đôi mắt ấy từ từ khép lại. Tôi không kịp hỏi thêm gì nữa. Tâm trạng hụt hẫng, cảm giác như rơi vào khoảng trống tối đen vô tận. Hàng ngày chúng tôi chứng kiến biết bao sự ra đi của đồng đội, vội vàng nói lời chia tay, vội vàng cầm súng lao ra chiến trường. Nhưng nhìn người mẹ miền Nam mảnh mai với trái tim vĩ đại, lo cho sức khỏe của các chiến sĩ mà không kịp gặp lại đứa con của mình, tất cả có lẽ chỉ diễn ra trong vài phút. Tôi gạt nước mắt ngả mũ đứng lặng vài giây, hít một hơi sâu và bước nhanh ra khỏi cổng trường. Đồng đội đang chờ tôi, tổ quốc đang chờ tôi. Một sức mạnh vô hình khiến tôi lao về phía trước. Trong sâu thẳm thôi thúc 2 tiếng, Việt Nam ơi. 30 tháng 4, ngày chiến thắng rực rỡ cờ hoa, hàng vạn người tràn xuống khắp các ngã đường chào đón thời khắc lịch sử. Đại đội tôi đã hy sinh quá nửa, còn một số bị thương. Tôi cũng di chuyển khó khăn với chiếc đạn bên trái. Một mảnh bom đã lấy đi một phần bàn chân. Nhưng có lẽ tin vui chiến thắng như một liều thuốc làm tôi không còn một chút cảm giác đau đớn nào nữa. Tôi nhớ đến lời hứa của người mẹ. Sau một thời gian bằng các thông tin và người thân quen khắp nơi, tôi đã tìm được người con trai. Anh ra Bắc làm cán bộ đoàn ở một huyện nhỏ. Công việc tuyên truyền vận động kháng chiến rồn rập khiến anh không sao dành thời gian về thăm mẹ được. Tôi kể lại những lời dặn dò cuối cùng của bà. Anh ngồi bất động như pho tượng, hai mắt mở to nhìn vào không gian vô vọng, chỉ có bàn tay nắm chặt lại. Có lẽ anh đang cố gắng vượt lên nỗi đau để không khỏi chứng kiến sự nuối tiếc xót xa của người con trai với mẹ mình. Tặng cậu cái này. Tôi đưa anh tờ giấy không mấy sạch sẽ, vì lúc đó chỉ kịp xé một tờ trong cuốn nhật ký với chiếc bút chì nguệch ngoạc vẽ vội hình ảnh má đang cầm củ khoai. Trên cánh tay là một vệt máu kéo dài. Cậu biết không, bé bé tớ ao ước làm họa sĩ. Bức chân dung đầu tiên tớ vẽ năm 16 tặng một bạn gái ở lớp bên cạnh. Và đây là bức chân dung thứ hai về má. Biết ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, anh cười méo mó. Đừng nói vậy, má tự hào về cậu lắm đấy. Bọn mình bằng tuổi nhau kỳ lạ thật. Ừ, như thể chúng ta là hai mảnh ghép vô tình nhờ má để được gặp nhau. Anh bỗng choàng cả hai tay ôm qua vai tôi lúc nào. Tôi chỉ kịp nghe tiếng gọi khẽ má thôi. Không lâu sau, chúng tôi kết nghĩa anh em. Anh giờ có vợ là giáo viên mầm non với 2 bé trai, sinh đôi kháu khỉnh. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi luôn nhắc đến người mẹ Việt Nam anh hùng. Bọn trẻ giờ thuộc luôn câu chuyện về nội. Chúng hãnh diện bi bô kể lại cuộc sống vậy là hạnh phúc với chúng tôi rồi. Hết ạ. Ok, rất tuyệt vời.
Ơi, bao nhiêu anh chị em thấy câu chuyện rất xúc động ạ? Nghe nó ngọt ngào hơn rất nhiều chị Kim Anh ạ. Nghe rất hợp lý đúng không ạ? Đấy, ok. Đấy, xin chúc mừng chị Kim Anh cùng đội đồng đội của Đây là chị mới mới up lên đấy, em mới thấy đấy. mình. Thế thì chắc là Chưa chị có cũng chưa bị là công tác rồi. chị chưa thấy là em mở lên thẻ vẫn thấy nội dung đấy, em thích Ồ, nội dung chắc là đấy, chắc là không không biết cách cho nên là thông báo với Thắng từ hôm trước rồi, từ tuần đấy, từ tuần tuần. Cảm ơn Thắng. Ok, đấy thì như vậy là chúng ta hôm nay mới có được cái câu chuyện của chị Kim Anh này. Còn câu chuyện của anh Khoa thì không biết là trong nhóm anh Khoa có ai ở đây có thể là chia sẻ được cái câu chuyện được không? Có ai trong nhóm anh Khoa có họp hôm nay không ạ? Không đúng không ạ? Ok. Thế thì còn bạn Phương, Phương 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 Xuyến là Phương Xuyến tên đầy đủ là gì nhỉ? Dạ, thưa thầy, em là Đoàn Thị Thu Phương ạ. Đoàn Thị Thu Phương à? Đấy thì Phương có thêm cập nhật gì mới không em? Alo. Alo. Phương ơi. Hello. Chị Phương ơi, nói được không? Phương đang ngắt tiếng. Không, chị Phương đang nói chuyện với học sinh đấy. Đang trong giờ dạy thầy. Rồi, ok. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đấy nha. Thì Huy cũng có chia sẻ cho anh chị em một chút cái cách để mà mình làm cái nhân vật thống nhất nha. Đấy, và đây thì cũng là cái bìa của cuốn sách mà Huy dựa trên cái kịch bản của bạn Phương. Đấy, và cuốn sách này có tên là Bí mật điệp viên tiểu thư xinh đẹp với nội dung là sống trong lòng địch. Đấy. Tác giả thì là kịch bản của Đoàn Thị Thu Phương và Nguyễn Quang Huy là hai tác giả. Đấy, thì Thu Phương thì phụ trách cái phần kịch bản. Đấy, còn Huy thì phụ trách cái phần vẽ tranh. Tuy nhiên thì khi mà Huy vẽ thì Huy cũng có điều chỉnh cái kịch bản khá là nhiều so với kịch bản ban đầu của bạn Thu Phương. Và hiện tại thì Huy mới ghép được mấy trang thôi. Đấy, cho nên là cũng chưa chưa đầy đủ nên là Huy cũng sẽ chưa sâu được cái phần 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 và nội dung. Tuy nhiên thì Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em cách để mà Huy tạo ra một loạt những cái nhân vật. Anh chị em có nhìn thấy không ạ? Đây. Đây là những cái nhân vật của một cô tiểu thư xinh đẹp nhưng mà lại là điệp viên cực kỳ là xuất sắc. Đấy. Thì anh chị em cũng nhìn thấy rằng là cái tạo hình của Huy thì gần như là rất là gọi là thống nhất đúng không ạ? Dù anh chị em ở góc độ nào, góc cạnh nào thì anh chị em đều thấy rằng là cô này đúng là một người đây rồi. Không chạy đâu được. Đúng không ạ? Anh chị em có thấy không ạ? Thì khá là thống nhất, đặc biệt là đôi mắt. Đúng không ạ? Ừ. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Cả bốn bức hình này, cả bốn bức hình ra thì đều dùng được cả bốn bức hình luôn. Không hề chạy đi một cô một 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 cái nào hết. Đúng không ạ? Đấy, không không chạy lệch đi đâu cả. Đấy. Và với cái cốt truyện, cái câu chuyện này đó là một điệp viên của Việt Nam cài vào trong bộ máy chính quyền của Mỹ của Ngụy và với một cái vỏ bọc đấy là một cô tiểu thư đi làm chỉ để cho vui thôi và để tìm lấy chồng Tây thôi và cô ấy chuẩn bị 100 cái bộ váy áo khác nhau đấy để mà biến cái gọi là dinh độc lập rồi biến cái nơi làm việc của cô ấy. À, biến cái trụ sở của chính quyền Ngụy và Sài Gòn ấy thành cái nơi biểu diễn thời trang của cô ấy. Đấy. Đấy, và cô đi làm thì với một cái vai trò nó rất là gì ạ? Rất là sang chảnh. Đấy. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì khi mà làm như thế thì cô rất là dễ dàng trong cái việc mà hoạt động
đấy, đi ra đi vào bảo vệ cũng không dám gọi là lục soát kỹ. Và đấy là cái cơ sở để giúp có thể là mang những cái tài liệu mật ra khỏi cái cơ quan chính quyền đó. Thì với một cái tạo hình và cái nhân vật cá tính như vậy nên là Huy cũng tìm cách nào đấy để vẽ ra một cái chân dung cô gái vừa cá tính vừa xinh đẹp mà lại vừa thuần Việt đó. Thì anh chị em thấy là hầu hết các cái khung hình đều khá là thống nhất, đúng không ạ? Đấy, kể cả là những cái khung hình đứng hay khung hình cận cảnh thì đều khá là thống nhất đó. Bốn cái hình thì gần như là dùng được hết luôn. Mà cô này thì đặc biệt đấy là cô ấy là cái người mà thay quần áo luôn sành sạch, cho nên cái việc mà cô ấy đổi áo là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy, được nhá. Chủ yếu là cái khuôn mặt, cái đôi mắt với cả cái thần thái đấy, cũng như là cái tóc rất là khớp nhau đấy. Đó, anh chị em thấy không ạ? Nhiều vô cùng luôn. Đó. Đó, rất nhiều những cái trạng thái cảm xúc khác nhau nữa. Đấy. Có ngồi, có đứng, có nói chuyện, có ấy. Đó. Đó. Anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều luôn. Thì nó đều là gì ạ? Đều rất là thống nhất, đúng không ạ? Anh chị em thấy không ạ? Cực kỳ là thống nhất luôn. Chỉ có mỗi cái đấy là quần áo là thay đổi thôi. Thì cô này cô ấy gọi là Huy kỳ cố tình Huy để quần áo nó cũng có sự thay đổi như vậy để nó có nhiều cái góc khác nhau. Đấy, và mặc dù quần áo thay đổi nhưng mà nó vẫn là cái style chung, đấy là style rất là sang chảnh. Đấy, và có cái sát nách thì có cái ấy. Đấy, thì nó về cơ bản là nó cũng có những cái giống nhau. Đấy, có cái thì có cổ, có cái thì không cổ. Đấy, thì nó cũng có những cái điểm giống nhau, điểm khác nhau. Đấy, đại khái thì là như vậy. Đúng không ạ? Nhiều lắm. Đấy, thì cái phần chuẩn bị là nhân vật chính này là cái phần khó nhất này. Đấy, bởi vì nó diễn tả về cảm xúc và lột tả ra những cái câu chuyện chủ yếu đến từ nhân vật chính. Thế còn những nhân vật phụ thì nó dễ hơn. Nhân vật chính mà làm tốt rồi thì nhân vật phụ dễ hơn. Dạ. Đó. Đó. Đấy. Nhân vật phụ như này thì anh chị em thấy là gì ạ? Nhân vật phụ cũng rất là thống nhất luôn. Anh chị em thấy không ạ? Đây là nhân vật mà sĩ quan chỉ huy của Mỹ mà cô này cô làm việc cho. Đây là một thiếu tá tình báo của Mỹ. Đấy. Cũng rất thống nhất luôn anh chị em thấy không ạ? Cũng rất thống nhất luôn. Đấy, kể cả những cái lúc mà ông ấy hét lên hoặc là lúc ông mà ông bực, ông tức hoặc là ông ấy cáu, ông giận. Đấy, thì nó cũng rất thống nhất. Đó. Ngoài ra thì cũng có những cái cảnh về tình báo, bởi vì là về tình báo thì anh chị em biết là nó là một cái bộ môn nó không sôi động nhưng mà nó lại rất là căng thẳng. Đó. Đấy, ngoài ra thì có một số nhân vật phụ khác nữa. Đấy, và những cái khung hình, những cái nơi làm việc. Đó. Ok. Đấy, thì nó cũng có những cảnh chiến tranh. Đấy. Đấy, rồi cái cảnh mà bắn nhau, đánh nhau. Đấy, cũng có những cái căng thẳng. Đấy, có những cái nút thắt. Đó. Đó, thì cũng có những nhân vật phụ khác, ngoài nhân vật chính ra thì có những nhân vật phụ khác nữa. Đúng không ạ? Đấy, đại khái thế. Anh chị em thấy là riêng cái phần chuẩn bị hình ảnh nó đã chiếm khoảng 30% nhá. Kịch bản chiếm 50%. Phần chuẩn bị kịch bản, chuẩn bị hình ảnh, gọi là hình ảnh thô ấy, nó chiếm 30%. Còn cái phần ghép vào chỉ có 20% thôi. Đúng không ạ? Và 20% này thì Huy nghĩ thì Huy làm sẽ nhanh thôi. Khi mà Huy bắt đầu làm thì Huy làm sẽ nhanh thôi. Dự kiến là chỉ trong hôm nay là thứ 6. Dự kiến nhanh nhất là khoảng ngày mai là sẽ xong. Nhanh nhất là đêm mai sẽ xong. Và... muộn nhất là đến chủ nhật là Huy sẽ gọi là có một cái câu chuyện hoàn chỉnh, và đến tối đa là trước 2 giờ chiều thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái bộ truyện như này. Và bộ truyện này nó rất là dài anh chị em nhé, không hề ngắn thế nào, rất dài luôn.
Đó, dự kiến đâu đó nó phải được khoảng độ 80 trang. Loanh quanh khoảng 80 trang, mà mỗi trang nó không phải là một hình ảnh giống như là cái câu chuyện, không giống cái câu chuyện mà của Huy làm 83 trang, cái câu chuyện bí mật của may mắn đâu. Đấy, là mỗi một trang nó chỉ có một hình ảnh, mỗi trang nó có khoảng từ 3 đến 4 hình ảnh. Mà nó có khoảng 80 trang, như vậy là cái độ dài nó gấp 4 lần so với câu chuyện mà bí mật của may mắn. Đấy. Này, là nhiều tranh quá. Tôi chia sẻ cái những nhân vật nó giống nhau ấy, nó mừng nhất. À, ok. Thì cái việc mà ấy thì đã chia sẻ rồi nhá, đã chia sẻ với anh chị em rất nhiều lần rồi, cách để mà gì ạ, đồng nhất cái nhân vật ấy nó rất là dễ thôi. Đấy, cái thứ nhất đó là gì ạ, là mình lấy một cái hình mẫu nào đấy, lấy một cái mẫu nào đó được chưa ạ, và có hai cách. Ví dụ như là cái này chẳng hạn, đây mình lấy cái hình mẫu này, đây hình mẫu có một, mình tạo ra một cái câu lệnh và cái câu lệnh nó tạo ra một cái con người được chưa ạ, sau đó mình lấy cái mặt cái ông này vào, mình đưa vào thì ra được cái gì ạ, ra cái hình mẫu đấy, ok không ạ? Đấy, và sau khi ra được cái hình mẫu đấy thì mình lại dùng đúng cái câu lệnh đấy cộng với cả cái hình ảnh đấy thì nó sẽ ra được cái ông như này. Đấy, thì ông này ông đang gì ạ, ông đang cười này. Đấy, thì anh chị em thấy không ạ, thì hầu hết các bức ảnh thì nó đều ra đúng cái ông đấy luôn, không chạy đâu được. Anh thấy em thấy không ạ, không chạy đâu được, ở góc nào thì nó vẫn là ông đấy. Đấy, cái mũ, cái áo, cái mặt đấy, kể cả là đang hét hay đang cười hoặc là đang ấy, với một cái khuôn mặt khắc khổ như này ấy, thì ngay cả kể ở lúc mà ông cười ấy, thì trông cũng cũng không phải là cái kiểu duyên dáng, nhưng mà cái kiểu người đàn ông rất là gọi là thể hiện cái tính cách của cái người mà làm tình báo ấy, là rất là nghiêm khắc, rất là cẩn thận đó đó, và luôn luôn có cái ánh mắt, anh em nhìn cái cảm giác cái ánh mắt nó là gì ạ, nhìn thấu gan người khác. À, tức là lúc nào cũng lườm trông rất là kinh khủng. Thế mà dạ, cô này cô ấy vượt qua được cái con mắt tinh tường với cái gọi là đầy sỏi, đầy đầy sạn ở trong trong đầu của một gọi là thiếu tướng, thiếu thiếu tá tình báo của Mỹ đó. Đấy, và cô này làm phiên dịch cho ông ấy, và đã phải trải qua rất nhiều những cái thử thách, những cái khó khăn. Đấy, thế mà cô vượt qua được. Đấy, thì đấy là cái mà Huy thấy rất là hay. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nguyên tắc nó chỉ thế thôi. Đó là gì ạ? Sử dụng một cái hình ảnh, sau đó là gì ạ? Là làm theo, đấy thôi nhá. Đấy. Nguyên tắc đơn giản đấy thôi. Tôi còn còn cái hình nhân vật chính ấy, thì anh chị em biết là Huy dùng cái mẹo gì không ạ? Dùng cái mẹo. Dùng mẹo. Thực ra là nhân vật chính ấy, anh chị em biết là gì ạ? Là để tạo hình ra cái nhân vật mà nó vừa nữ tính, vừa xinh đẹp, mà nó lại vừa thống nhất, mà nó lại gì ạ? Mà nó lại dễ dễ vẽ. Thực sự là rất khó. Và mới đầu thì Huy tìm rất nhiều cách khác nhau ấy. Sau cuối cùng là gì ạ? Nó cứ ra nhân vật toàn gái Tàu, gái Trung Quốc, gái Hàn Quốc, gái Nhật Bản. Nó không ra gái Việt Nam. Thế mình bảo là mình không hiểu bây giờ mình mô tả kiểu gì ra gái Việt Nam bây giờ. Mình để rõ ràng Việt Nam mi rồi mà nó vẫn cứ ra gái Trung Quốc với gái Hàn Quốc. Thế mình bảo là gì ạ? Bây giờ đơn giản thôi. Bây giờ mình nghĩ khác đi. Ở đây là gì ạ? Đấy. Đấy. Full body beautiful Vietnamese girl. Đấy. Shoulder length black hair, tức là tóc dài ngang vai, mắt đen, đấy, khuôn mặt cân đối. Dạ, là cười đó với áo dài đấy, với Sài Gòn năm 1960 đấy, tóc gió thôi bay, profile ọp rất chi tiết đấy, ảnh theo cái phong cách là vintage vintage đó, và cái cuộc chiến tranh chống Mỹ đấy. Rồi thế thì anh chị em biết cái hình ảnh mà Huy lấy là mẫu là hình ảnh nào ạ? Đây cho anh chị em xem nha. Anh chị em biết ai đây ai không ạ? Biết ai không ạ? Có ai biết không ạ? Ai nhận ra không ạ?
hậu Đúng rồi, Tố Lan. hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đấy. Và Huy phát hiện ra một điều này này. Đấy, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhá. Huy phát hiện ra một điều này này. Khi mà mình đưa vào những cái nhân vật nổi tiếng ấy thì nó sao ạ? Nó vẽ rất là nhanh, nó vẽ rất là khớp, nó vẽ rất là đẹp, mặc dù mình không đưa tên Đỗ Mỹ Linh vào trong này nhá. Anh chị em thấy là Huy không hề đưa tên Đỗ Mỹ Linh vào trong này nhá. Đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Chỉ cần đưa cái hình ảnh của cô ấy lên thôi thì làm sao ạ? Nó vẽ rất là khớp. Trong khi mà Huy sử dụng cái hình ảnh của mình ấy thì vẽ các kiểu nó vẫn không ra được cái mặt mình. Nhưng mà đưa Đỗ Mỹ Linh vào phát nó ra rất khớp luôn. Mà ảnh nào cũng ra giống nhau luôn. Tức là kiểu như là mình tạo ra được 10 ảnh thì mình lấy được 8 ảnh luôn anh chị em ạ. Nó sướng như vậy đấy. Nó hay như vậy. Và đây là cái mẹo mà mình dùng rất nhiều cách rồi. Đấy, trước đây là dùng cả lệnh sys này, rồi dùng Huy dùng đến 10 cái bức ảnh để mình huấn luyện. Nhưng mà vẫn không ra, vẫn không khớp anh em ạ. 10 bức ảnh để huấn luyện vẫn không khớp. Đấy, nó cho được tối đa 10 thôi. Đầu tiên Huy cho 20 ảnh để mà mình luyện, nó vẫn không ra. Đấy, nó chỉ cho có 10 thôi. Dùng 10 ảnh để huấn luyện cho nó vẫn không được. Đấy, cái thứ hai đấy là gì ạ? Là mình chỉ lấy cái mặt thôi. Mình chỉ lấy cái mặt thôi nhá. Chứ mình lấy cả người ấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ học cả cái dáng người luôn. Ví dụ mình lấy cái dáng người là đứng chẳng hạn thì mình bảo nó nằm rất khó. Đấy, bảo nó ngồi rất khó. Nhưng mình chỉ lấy cái mặt thôi thì mình bảo ngồi thì nó ngồi, bảo nằm thì nó nằm. Rất dễ. Được chưa ạ? Cái này lấy ảnh chân dung của người nổi tiếng. Đúng rồi. Lấy ảnh chân dung của một cái người nào đó khá khá nổi tiếng một chút. Có thể là không phải hoa hậu người mẫu nhưng mà ít nhất là người ta cũng nổi tiếng. Bởi vì sao ạ? Cái con bot này ấy, là nó đã học rất nhiều ảnh ở trên mạng. Và cái ảnh nào mà xuất hiện nhiều thì nó hiểu, nó dễ hiểu. Đó, nó vẽ ra nó dễ. Còn cái mặt mình xuất hiện trên mạng nó chưa nhiều, cho nên là về cơ bản nó không học được. Đấy, kiểu như vậy. Đó. Thế thì mình dùng cách này rất hay luôn và rất dễ, rất tiện. Đó. Ok không ạ? Nhưng mà hình của người sĩ quan thì sao vậy? Hình sĩ quan thì thực ra là nó đã có sẵn trong cái cơ sở dữ liệu của nó rồi. Đấy, và khi mà mình gọi cái cơ sở dữ liệu đấy ra thì bắt đầu mình lấy cái ảnh đấy là nó tự động nó đưa ra một loạt những cái ảnh giống nhau rồi. Cho nên về cơ bản là nó cũng dễ, không khó. Sĩ quan Mỹ thì nó khá là dễ, không khó. Chủ yếu là cái nhân vật chính ấy. Xử lý nhân vật chính. Đúng rồi, chủ yếu nhân vật chính mà khớp phát thì cái nhân vật sau nó dễ lắm. Anh chị em thấy cái cuốn sách của anh Tiệp ấy thì thực tế là cũng có rất nhiều đoạn mà hình ảnh nó cũng không khớp nhau lắm đâu. Đấy, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà vẫn thấy hợp lý, thế là được. Đúng không ạ? Thế còn đây cái chuyện này của Huy thì là nhân vật khớp 100% luôn. Khớp 100% luôn, không chạy thế đâu. Thắng đi gửi cho Thắng cái ảnh cái mặt của chị để em vẽ cái bà cụ uống cho nó thống nhất. mặt chị ấy là vào ấy nó sẽ ra được cô gái xinh đẹp đấy. Có khi còn xinh hơn của cô Đỗ Mỹ Linh. Thầy nói vậy em mới nhận ra, tướng ngoan nhìn ra rồi, nhưng mà thầy nói vậy em mới nhận ra rằng là cái câu chuyện mà của anh Tiệp vừa rồi ấy, nhân vật nam chính là một nhân vật diễn viên chuyên đóng phim. Kiểu nhà vào đọc truyện lại từ tối qua em đã nhìn ra rồi. Nhưng mà thầy nói vậy thì càng người nổi tiếng càng dễ thì nó đúng là. Mà kể cả mình không gọi tên cái nhân vật cái diễn viên đấy ra nhá, thì cái cơ sở dữ liệu của máy ấy, thì nó đã có sẵn rồi, nó vẫn mình chỉ cần đưa ra cái nó giống như vậy thì nó vẫn kéo cái nhân vật nó tương tự như thế nó kéo vào. Đấy. Đặc biệt là người Việt Nam thì cái số lượng mà nó trên thì nó cũng chưa quá nhiều. Thế nên là về cơ bản thì nó cũng sẽ có một số cái hình ảnh nó nói chung là máy mà thì về cơ bản nó phải là có cơ sở dữ liệu. Đấy, và mình hiểu cái cơ sở dữ liệu cách làm việc của nó thì mình sẽ dễ hơn. Ok nhá. Đang hỏi thêm là về cái layout trong Canva, một số cái layout chuyển tranh ấy, thì mình lôi cái hình ảnh mình chèn vào làm sao là những cái hình ảnh nó lọc sẵn vào trong những cái layout của chuyển tranh luôn. Một số cái mình phải co kéo hình ảnh vào rồi cho lọc đây nha. Thì Huy hướng dẫn ở đây nha. Đây là cái câu chuyện tranh mà Huy đang làm nha. Đấy, thì
nó sẽ có những cái khung sẵn như này, thấy chưa? Đấy, việc của mình đó là gì ạ? Mình chọn một cái khung hình này, thấy chưa? Mình kéo đây phát là nó vào luôn này, đúng không ạ? Đấy, cái này kéo đây phát nó vào luôn này, đấy, kéo đây phát vào luôn này, nhanh nhau ạ? Đấy, và cái khung hình này thì nó lại có rất nhiều các khung hình khác nhau. Đây, những cái grip này, đấy, thì nó có rất nhiều các loại khung hình khác nhau. Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn bất kể cái khung hình nào. Đấy, thấy chưa? Thích 4 hình cũng được, 3 hình cũng được, 5 hình cũng được. Đấy, thích chia mấy thì chia, đúng không ạ? Mình thích chia kiểu gì thì mình chia, thoải mái luôn, đúng không ạ? Và việc mình chỉ việc kéo cái ảnh của mình thả vào thôi, đúng không ạ? Và nếu như mà mình muốn là gì ạ? Điều chỉnh cái này ấy, thì mình có thể điều chỉnh ở đây. Đấy chưa? Đấy. Điều chỉnh cái này chẳng hạn. Đấy, mình điều chỉnh này. Đấy. Đấy, được không? Mình phải chọn cái ô hình dạng grid thì ô lưới thì nó mới làm được cái này. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, layout thì comic thì thắng bằng thêm co là những cái hình ảnh. Đúng rồi. Thì làm cái này nó nhanh hơn nhá. Làm cái này nó nhanh, nó tiện hơn mà nó chia sẵn khung rồi này. Đấy, mình không bị cố định ở một khung. Nếu mà cố định một khung ấy thì nó sẽ tạo ra sự nhàm chán. Đúng không ạ? Nhưng mà nó nhiều khung này này thì nó tạo ra những cái hình ảnh nó rất là thú vị, rất là đẹp. Đấy. Đấy, ví dụ như này. Đấy. Ví dụ mình tạo ra thêm một cái nữa nhé. Đấy. Thì mình thay đổi cái khung hình đi. Đấy, thay đổi khung hình này. Và khung hình này, và khung hình này, và khung hình này, và khung hình này. Đấy. Thì nó tự nhiên nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh rất là đẹp. Đấy. Nó sẽ tạo ra những cái góc hình, những khung hình nó rất là thú vị. Đấy, để mà mình có những cái điểm nhấn nào đó mà mình muốn ấy chẳng hạn. Thì nó rất là hay. Cái khổ trang này mình đang chọn theo khổ đứng. Khổ chơi. Ờ, thích khổ đứng cũng được, thích khổ ngang, khổ nằm kiểu gì cũng được, không quan trọng. Đấy, là hai cuốn trước mình để khổ ngang, ở hôm nay lần này mình để thử khổ dọc nó xem thế nào. Khổ dọc ấy thì một cái trang ấy thì mình có thể phân ra làm 2-3 này, nó sẽ dễ hơn. Đấy, còn khổ ngang thì cũng được, nhưng mà nó phân theo kiểu ngang thì nó sẽ vuông, thì đang thử nghiệm thôi. Đấy, thì thông thường những cái chuyện mà mình cầm mình đọc chuyện hay là chuyện tranh hay là chuyện chữ hay là sách thì nó đa phần nó đều là khổ dọc, đa phần thôi, không phải tất cả, nhưng mà đa phần là khổ dọc thì trông nó giống hơn, mà mình in ra nó giống cái chuyện nó bán ở ngoài ngoài cửa hàng hơn. Kiểu kiểu đúng không anh chị em, thấy cái bìa này có được không? Đẹp quá nhỉ, đẹp quá thầy. Tiêu đề bên ngoài có thể cho nó rút gọn ngắn hơn. Đúng rồi. Tên dài. Thì thực ra là mình bỏ đi cái sống trong lòng địch, nên mình chỉ ghi cái biệt bí mật điệp viên tiểu thư xinh đẹp thôi, là nó cũng gây sự tò mò rồi, đúng không ạ? Nó gây sự tò mò rồi. Quan trọng nhất đó là mình gây sự tò mò và người ta thích đọc một cái gì đấy mà họ đang tò mò không biết là như nào. Cái thứ hai nữa là một cái hình ảnh của nhân vật rất là xinh đẹp. Đấy, thì nói chung là xinh đẹp thì nam cũng thích mà nữ cũng thích, nó đã hút hồn rồi. Đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái mà Huy nghĩ là nó cũng sẽ rất ok. Ok không bạn Phương? Bạn Phương nghe được không? Ok không? Thầy ơi, không thể tuyệt vời hơn rồi thầy ạ. Quá tuyệt vời rồi thầy ạ. Chuyện của anh Tiệp vừa rồi là cái phong cách chuyển tranh đấy là mình đang chuyển theo cái phong cách chuyển tranh kiểu khác luôn, nên là cái phần màu sắc, cái phần hình ảnh nó khác cái kiểu comic của mình. Thì thực ra là mình dùng phong cách nào cũng được, mà phong cách thì nó do mỗi người thôi, và mình thấy quan điểm nào nó hay nó đẹp thì mình dùng thôi. Sắp tới thì Huy cũng có một ý tưởng đưa ra một cái số cái chuyến truyện tranh cho trẻ em ấy, với cái phong cách kiểu pizza, cái kiểu 3D ấy, nó sẽ rất đẹp, rất hút mắt luôn. Đấy, và để mà vẽ được như vậy bình thường rất khó. Đấy, nhưng
Cái lời dẫn, cái lời dẫn là chuyện, thực ra là nếu mà là chuyện tranh thì lời dẫn nên ít thôi thành, chứ nếu mà nhiều quá thì đến khi mà mình lên nó cũng không hay. Ờ đúng, Chuyện tranh đa số là lời thoại nhiều. đúng rồi, chuyện tranh ấy thì mình dùng lời thoại để dẫn. Đấy, anh chị em thấy này. Đấy, ví dụ như là cái cuốn sách này của Huy nhá, anh chị em thấy nhá, là lời dẫn cực ít luôn. Đấy. Miền Bắc Việt Nam những năm 1942. Nặng nề mô tả Nó chỉ mỗi thế này thôi, miền Bắc Việt Nam, tức là gì ạ? À, anh chị em biết là khi mà chúng ta làm một câu chuyện ấy, đầu tiên là mình giới thiệu cái gì ạ? Giới thiệu bối cảnh. Đúng không ạ? Bối cảnh thì bao gồm có gì ạ? Có địa điểm, có không gian và thời gian. Đúng không ạ? Thì ở đây ấy, là bắt đầu đi từ cái lớn, đó là gì ạ? Việt Nam này, miền Bắc này. Đấy, và những cái năm đấy này. Sau đó là gì ạ? Tại gia đình một thương gia buôn vải giàu có, tức là bắt đầu nó nhỏ dần đi. Đúng không ạ? Đầu tiên là một cái vùng rất lớn, đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Tại gia đình một cái thương gia buôn vải giàu có. Đấy, thì bắt đầu thì nó nhỏ hơn. Đấy, và đây là gì ạ? Đây là một cái khung cảnh, nó vẫn là chung thôi. Đấy, và sau đó thì bắt đầu đến gì ạ? Giới thiệu nhân vật. Đấy, giới thiệu nhân vật thì nó gì ạ? Nó cũng rất ngắn thôi. Đấy. Nó cũng không nói là quá là kỳ, không có dài dòng, không quá phức tạp. Đấy nhỉ? Nó Và không mang tính kiểu tự sự. sau đó là bắt đầu là đến những cái lời thoại luôn. Đấy, và trong cái lời thoại ấy, nó thể hiện là gì ạ? Thể hiện cái ước mơ, thể hiện cái khát khao. Đấy, thế thôi. Tức đầu tiên là mình nói giới thiệu cái nhân vật đó là gì ạ? Hiếu động và ham đọc sách, ham đọc truyện và đặc biệt là truyện trinh thám. Và sau đó thì cô ấy có một cái ước mơ. Đúng không ạ? Đấy, và ngay sau đó thì tự nhiên có một người phụ nữ nói rằng là con gái chỉ cần lớn lên để xinh đẹp và lấy được chồng tốt là may mắn rồi, sao con lại mơ ước thành điệp viên? Được chưa? Thì mình không phải giới thiệu đây là mẹ cô gái. Đúng không ạ? Mình không cần phải giới thiệu, tự nhiên trong lời thoại là mình đã tự hiểu. Đúng không ạ? Đấy. Đó. Đến cái đoạn dưới này này thì là cái người này người ta xưng là mẹ, mẹ luôn yêu và ủng hộ con. Đấy, nhưng mà đừng nghĩ đến việc làm điện viên này nhé, ở nhà phụ mẹ bán vải đi. Tức là gì ạ? Nó có một cái sự phản đối nho nhỏ ở người mẹ. Đấy, cái chuyện này rất là bình thường, đúng không ạ? Ở trong một gia đình giàu có mà lại con cái mình lại muốn gọi là làm những công việc nguy hiểm, là về cơ bản là người mẹ thì sẽ yêu thương con và không muốn con làm cái việc đó. Nhưng mà chính vì cái sự phản đối, càng phản đối mà nó vượt qua được thì lại càng kinh khủng. Đấy, sau đó là cô gái nói về những cái điều này điều kia. Đấy, thì tự nhiên là cái câu chuyện nó rất là gì ạ? Nó rất là gần gũi và không cần phải giải thích quá nhiều. Ok không ạ? Đó, đang làm sơ sơ như vậy, ra là vẫn chưa xong cái phần nhân vật đâu. Phần nhân vật khi còn một số lớp nhân vật nữa mà chưa xong hết. Đấy, cho nên là mới ghép tạm như vậy để chia sẻ cho anh chị em thôi. Hay quá, Phương nãy giờ khen hay quá nhiều. Là trẻ con cũng rất là thích chuyện lịch sử của thầy đấy thầy ạ. Sử mà cứ thế này thì thích lắm thầy ạ. Thì tại sao ấy mà Huy đưa vào cái hình ảnh cô bé này, nó rơi vào khoảng độ tầm 10 tuổi, cô bé khoảng độ 10 tuổi. Vì sao ạ? Vì nó sẽ gần gũi với cái đối tượng đọc. 10 tuổi thì cái đối tượng đọc mà tầm độ 8, 10, 12, 15 tuổi ấy, thì nó vẫn thấy mình ở trong đó, được chưa? Và sau đó phần lớn cái câu chuyện nó diễn ra thì là một cô gái lớn, tức là trưởng thành. Nó sẽ gần gũi với những cái người từ 20 cho đến 30 tuổi. Cái câu chuyện ở phía sau ấy thì nó gần gũi với cái người mà 20 đến 30 tuổi. Đó, thì họ sẽ thấy họ trong đó, họ rất là thích. Ok. Đấy thì giới thiệu sơ bộ như vậy anh chị em thôi, hy vọng rằng là sẽ tập trung làm để mai ngày kia muộn nhất là chủ nhật thì sẽ hoàn thành câu chuyện cho để chia sẻ với tất cả anh chị em, để đảm bảo là đến 17 tháng 2 là xong cuốn truyện này. Đúng cái lịch trình mà Huy đưa ra với anh chị em đấy là 17 tháng 4. 17 tháng 4 là thứ hai tuần tới ấy, là 17 tháng 4 là phải hoàn thành. Đúng đúng lịch luôn, không không sai một ngày nào. Được chưa? Đấy, mình đã ra mục tiêu là 17 tháng 4 là phải hoàn thành, là kiểu gì cũng phải hoàn thành. Cho nên là Huy cũng mong muốn là những cái cuốn truyện Nhiều tranh khi của là nhà chị được bớt một ít cái lời dẫn đi nhé Thắng, để cho nó đỡ bị đưa vào cái lời thoại nhiều hơn. đấy thì phần phía bên chỗ chị Kim Anh với cả Thắng thì cũng
nhanh chóng hoàn thành cái đấy trước 17 tháng 2, à 17 tháng 4, là thứ hai 17 tháng 4, đúng không ạ? Nhá. Đấy, rồi anh chị em khác, nếu như mà đang có ấp ủ cái câu chuyện của mình thì làm gì thì làm, tập trung hai ngày cuối tuần chiến hết mình luôn. Đấy, thức đêm thức khuya cũng được, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Sau cái ngày đấy thì nó hết đi cái sự hào hứng đi. Sau cái ngày đấy ấy, là chúng ta sẽ tập trung thật mạnh vào việc truyền thông. Lúc đấy là truyền thông liên tục. Đấy, sau đó là Huy đã gọi là ấy rồi, Huy đã có một cái kế hoạch là mình sẽ gửi một loạt những cái bản thảo cho các cái gì ạ, cho các nhà xuất bản và các cái báo điện tử, đặc biệt là những cái báo mà liên quan đến văn hóa, xã hội, lịch sử và cả công nghệ nữa. Đấy, thì những cái chuyên mục của các cái báo đó mình cứ gửi thôi, còn bên nào họ nhận thì họ nhận, họ không nhận thì cũng chẳng sao, mình làm vì cộng đồng mình cũng chẳng sợ cái gì cả, đúng không ạ? Vâng nha Thắng nha. Thì có cái hình ảnh tham khảo nào chị cứ gửi cho em. Chị bảo chị gửi ảnh của chị để làm ba giang đấy. Có một nhân vật đấy rồi. À, anh chị em lưu ý nhá, anh chị em lưu ý thêm một điều nữa này, là khi mà mình viết chuyện ấy thì mình sẽ đề là tên tác giả, ví dụ như là Nguyễn Thắng với cả Hà Kim Anh chẳng hạn, đấy là đồng tác giả nhá. Nhưng sau đó thì chúng ta ghi thêm bên dưới có thể là người hướng dẫn là Nguyễn Quang Huy, giảng viên Học viện AI, và thêm một nữa, chúng ta thêm một cái nữa mà Học viện AI vào đấy cho Huy nhá. Thêm một cái câu đoạn bên dưới là gọi là dự án của Học viện AI, kiểu kiểu như vậy, dự án vẽ truyện tranh mừng ngày độc lập dân tộc 30 tháng 4 của Học viện AI, kiểu kiểu vậy, cho nó bé bé thôi, nó kiểu như là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Được không anh chị em nhá, cho bé bé mà là được rồi. Ok, cái gì mẫu, ok, để Huy thử làm mẫu với anh chị em nhé. Okay. Cái đoạn này thì Huy định cho đoạn cuối, cái đoạn này mình cho vào cuối nhé, cái đoạn mà đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ấy, mình cho đoạn cuối nhé, mình không cần cho vào đầu đâu. Nhưng mà đây Huy nói ví dụ như này, đấy, ví dụ là mình ghi là gì ạ, là dự án vẽ truyện tranh, đấy, bằng AI, đấy, mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 ngày 30 tháng 4 của nhỉ? Học viện, cần phải 30 Học viện AI. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đúng không ạ? Đấy, cho cái bé bé bên dưới này, thế là được nhá. Được chưa? Thế thì mai thì là sâu cái trang bìa trước. Đúng rồi, mình sâu cái trang bìa trước, mình download cái trang bìa xuống. Bạn nào làm truyền thông nhá thì Huy gửi cho anh chị cái em. Cái là truyền thông là có cái trang bìa để làm thì cũng thấy hấp dẫn hơn ấy, vì có chuyện học chuyện kia. Bây giờ là tất cả các cái chuyện ấy là bây giờ mình làm trang bìa luôn đi. Mình làm trước cái trang bìa đi. Được không? Được. Tất cả chuyện nha. Trang bìa thầy hỗ trợ đi. Hỗ trợ gì ạ? Thôi mình làm đi, đường nào mình chẳng vẽ cả cái câu chuyện, vẽ cái bìa là dễ nhất rồi. Của chỗ này mình bỏ cái sống trong lòng địch đi, mình để cái này chữ to ra. Đấy. Anh nghĩ ra cái tên câu này. Chuyện thôi nhá. Chị chỉ lược bớt đi cái lời dẫn thì hơi dài. Nếu như mà một câu chuyện ngắn thông thường thì ok, còn nếu mà truyện tranh thì mình sẽ lại phải làm phù hợp với tranh, nó đưa hội thoại vào, và các cái câu hội thoại sẽ ngắn hơn. Đó. Rồi cái cốt truyện thì cái mạch truyện thì nó vẫn thế. Chị sẽ sửa luôn. Nội dung lần này nó tốn nhiều giấy hơn thôi.
Giấy là thấm nước mắt đấy. Ừ. Cái này mà kiểu mình làm theo theo là mình lồng cái tiếng nói của mình vào với lại cũng được mà đấy. Đúng rồi, mình làm video, mình làm video xong rồi mình kể bằng cái giọng của mình ấy thì nó sẽ truyền cảm hơn. Đấy, thì kết hợp giữa giữa truyện dữ và video thì nó sẽ rất là hay. Tại vì nhiều khi là cái người nghe đấy, người ta nghe thì nghe bằng tai thì đánh vào cái cảm xúc cũng cũng tốt hơn là cái việc mình nhìn vào mắt. Ví dụ mình nhìn vào cái truyện tranh là mình lười hơn là cái việc mình nghe ấy, kiểu Đúng rồi. vậy. Giống như có một bạn Châu ở trong lớp, cái tranh của cái truyện của bạn ấy rất đơn giản, chỉ có vài bức tranh nhưng mà do cái giọng đọc và cái tiếng nhạc rất là hợp lý cho nên là tự nhiên cái câu chuyện thì trở nên hay hăng nhỉ. Châu Rồi, mình cứ hoàn thành câu chuyện đi, xong rồi mình đọc, mình tạo thành cái video cũng hay mà. Vì là mình đọc bằng cái giọng của mình cộng với cái cảm xúc cái ấy của mình thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Rồi, Huy gửi cái hình ảnh vào trong nhóm nha.